Thưa quý vị, hiện nay quốc lộ 62 đã xuống cấp trầm trọng, gây cản trở giao thông rất lớn. Do đó, để có tuyến đường kiên cố chính là khát vọng của bà con cử tri Long An gửi gắm qua các kỳ họp quốc hội gần đây. Hơn 20 năm đưa vào sử dụng, tuyến quốc lộ 62 đã xuống cấp trầm trọng. Thế nhưng, mỗi ngày, tuyến đường huyết mạch của vùng Đồng Tháp 10 luôn phải gồng mình trước lượng xe dày đặc như thế này. Thường xuyên bị quá tải, ùn tắc, trong khi mặt đường có nhiều ổ voi, đã khiến cho quốc lộ 62 luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua mấy cuộc họp tiếp xúc cử tri thì bà con mình ở đây thì có kiến nghị lên trên là dưới quốc hội hay này kia đó, thì cố gắng làm sao đó là phải mở rộng tuyến đường này ra, bởi vì đường này là thường thường là xảy ra tai nạn 2-3 năm nay nè, xe rất đông luôn, mà đường lộ thì bị hẹp, rồi mấy đứa học sinh nó đi bị xe lấn té hoài. Chính điểm nghẽn của tuyến quốc lộ 62 đã khiến cho kinh tế mậu dịch khu vực biên giới Long An chậm phát triển, bởi đây là tuyến đường chính kết nối quốc lộ 1A đi đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, với chiều dài khoảng 66 km nhưng mặt đường nhỏ, hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu, nhất là thị xã Kiến Tường, đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp 10. Có hướng đầu tư trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Tuy nhiên thì qua khảo sát thì các doanh nghiệp ngần ngại về cái hạ tầng giao thông, cụ thể là cái quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến phần trong cái quá trình kêu gọi đầu tư của thị xã Kiến Tường và của tỉnh trong cái khu kinh tế cửa khẩu. Hiện nay một số tuyến quốc lộ như 62, N1, N2 đang là trục giao thông chính ở khu vực biên giới Long An. Trong đó quốc lộ 62 có vai trò huyết mạch là động lực cho sự phát triển do đi qua hầu hết các địa phương vùng biên giới, kết nối với tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp cũng như nước bạn Campuchia. Về quốc lộ 62 thì nếu mà đã được đầu tư mở rộng, nâng cấp lên thì coi như cũng tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh cũng như là thị xã Kiến Tường và giúp cho người dân của thị xã Kiến Tường nói riêng và các huyện Đồng Tháp 10 đi lại thuận tiện hơn. Hiện tại quốc lộ 62 đã được Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội ghi vốn hơn 2.257 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng và theo kế hoạch sẽ được khởi công vào năm 2024. Và dĩ nhiên, hoạt động kinh tế biên giới Long An sẽ được khơi thông nếu quốc lộ 62 được nâng cấp. Nhưng trước mắt, người dân nơi đây vẫn phải di chuyển trên cung đường nguy hiểm này hàng ngày, hàng giờ.